khó ăn lắm. Cano là ngọt liền à. Mẹ ơi, Cano kìa. Tết này Cano giảm tận 28.000. Gói 900g chỉ còn 57.000. Cano 900g chỉ còn 57.000. PS trà xanh mới. Tí ơi, đừng ăn ngay nhé, nhiệt lắm đấy. PS trà xanh mới với tính chất trà xanh giúp thanh nhiệt tự nhiên, giảm nhanh cảm giác gây nóng. Công thức 100% được kiểm chứng. PS với trà xanh giúp thanh nhiệt tự nhiên mới. Optimum Gold đạt giải thưởng tinh khiết từ Mỹ. HMO lợi khuẩn giúp tiêu hóa tốt, đề kháng khỏe. DHA tốt cho trí não. K2 D3 và đạm giúp tăng cân, chiều cao. Optimum Gold bé hợp sữa mát phát triển toàn diện. Sắp giao thừa rồi. Năm. Tết này tặng thêm 4 lon, giá không đổi trong mỗi thùng Pepsi, 7 Up, Mirinda. Vui lộc rộn rã, đón năm mới rộn ràng. Tặng thêm 4 lon, Tết thêm vẹn tròn. Đồng hành cùng những thành công đỉnh cao là những kiên trì mang đến chất lượng xuất khẩu. Để tặng nên mì gà vàng Vi Phong huyền thoại cho bạn năng lượng làm điều xuất chúng. Vi Phong, mì số 1 cho người số 1. Quỷ Rockstar, súng liền tay. Càng chơi, càng trúng. Hơn 1 triệu giải thưởng và cơ hội trúng 100 triệu đồng. Quỷ Rockstar, quét ngay, trúng liền tay. Kẹo gum có nhân Mentos Ocean mới với nhân thảo dược cuộn trào trong lớp kẹo gum bạc hà. Mentos Ocean mới mát biển khơi, nhảy hứng khởi. Tết tặng Enlin, đắm thịt thêm khỏe. Mua Enlin kéo liền tay và ly cao cấp, nhận ngay ấm đun chất lượng cùng hàng ngàn phần quà hấp dẫn. Số lượng có hạn, mua ngay. Bà con ơi, 12 tuần có tem cào là có trúng. 12 tuần đổi thưởng về tay quá dễ. 12 tuần ta cào ta quay số trúng đặc biệt ngay. Tết nhất cố đệ nhất đâu dễ tìm điều hoàn hảo, nhưng có Nescafe 3 trong 1. Cho ly cà phê đậm thơm hoàn hảo đầu xuân. Cơ hội trúng xe SH và lì xì mỗi ngày. Cầu lộc thăng hoa cùng Nescafe. Tết rồng cùng nhân lộc rồng khắp gần xa. Nhân cho tất cả. Cùng đi Sài Gòn đón Tết rồng nhân bội lộc. Chán nản là ủi áo quần hết cả thanh xuân. Comfort mới, hương nước hoa thanh xuân cùng công thức dưỡng vải chống nhăn ưu việt cho áo quần là ủi dễ dàng và bùng tỏa hương thơm tươi trẻ suốt cả ngày dài. Thử ngay chọn bộ hương sắc Comfort cho Tết này.